Em chia anh 4 tụ đi. 1, 2, 3, 4. Rồi ok em ha. Bây giờ hồi nãy tại sao mà em còn một bài em xào em trẻ mà em đưa cho người ta, tại sao em không quýnh được cái căn bài của em? Rồi đến tay người ta lỡ quá không biết gì đó thì người ta làm bình thường. Em cứ xào trẻ, em xào trẻ bình thường. Đúng không? Em xào bên chữ bình thường là chắc là em sẽ thua anh rồi. Bây giờ anh cầm một bài anh xào trẻ, em đâu để ý tới là anh đã quýnh được một cái căn bài, anh lấy được ba thằng già đây đâu. Đúng không? Anh không đủ bài nên chia mà lấy bài được. Rồi chào em. Rồi chào anh. Bây giờ bữa hổm em có nói là em cầm một bài rồi mà em xào em trẻ mà em lấy được ba tay thì em thua cái gì cũng được. Rồi đúng rồi. Em chơi bài nhiều năm rồi? Chúng em cũng chơi nhiều năm mà em lỡ thôi anh ạ. Thôi lỡ hả? Ừ, thôi lỡ. Thôi lỡ, bởi vì thôi lỡ thường thường là em cầm một bài là nếu mà em không đụng tới một bài em có làm được bài không? Không, em cứ cầm một bài là em xào trẻ thoải mái, xào tá lâm luôn luôn. À, mà em vậy em quýnh bài có thắng người ta không? Cũng không anh. Bây giờ nếu em như vậy, hiện nay là em biết là em là thợ lỡ thì em sợ những người thợ lỡ với mình nha em. Đúng rồi. Ai cầm một bài lên cái là em cứ xào trẻ thoải mái rồi cái đầu em đưa người ta chia. Rồi làm sao mà người ta lấy bài được, đúng không? À đúng rồi. Bây giờ em có một cái nhược điểm chỗ này nè. Nếu em là thợ lỡ rồi thì người ta dòm vô biết là em là thợ lỡ rồi, người ta đâu quýnh cái căn bài giống thịt cho em xào sắp hay gì những cái kia căn bài mà trẻ bài làm gì đâu. Người ta quấn ngón thứ sáu thứ bảy làm sao em biết được, đúng không? Yeah. Bây giờ anh làm mẫu cho em xem nè, thấy em một cái giáng bài này là bao nhiêu cao thủ cũng đến đây thách đố mà vẫn chết. Tại sao? Những cái kỹ năng của anh là em dụng mò em rình cũng không được. Bây giờ bộ bài bình thường đây, em xào trẻ tùm lum đây nha. Anh làm mẫu trước nha, anh trẻ giả, anh trẻ giả trẻ ảo thôi đó. Thì trước mặt em thấy như bài nó thật giống hay thật không, đúng không? Như thật không, đúng hay thật không? Yeah. Như làm giả cho xem, hiện nay thằng ách này đang gì? Dạ. Thằng già anh thảy ra chụp lên xào chơi tùm lum lai à, đúng không? Thì em nghĩ ra em thì em bỏ xuống anh cắt chồng đây, cắt chồng ngược qua đây, nó ngược lại ngược đây thì em nghĩ là hai lá bài đó nó vẫn còn hả? Mắt mắt anh mắt sao mắt được đây, người ta yên thì sao mắt được? Ờ hai, đúng không? Bây giờ em nghĩ được ở đây là cái nó cao thủ rồi, người ta đừng em đừng có nghĩ em dòm theo nha. Bây giờ anh trải bài cho em xem bộ bài nó bình thường đúng không nha. Bây giờ em tin đi, em xào trẻ thôi mấy em anh, rồi em xài giùm anh đi. Ừ. Rồi, em trẻ đi. Thoải mái. Ừ. Rồi bây giờ em xào trẻ rồi. Rồi bây giờ hiện nay em cầm vàng ha, vuốt lên vuốt xuống cái một. Anh chia cho em 1 tụ, 2 tụ, 3 tụ, 4 tụ. Anh chấp em bao nhiêu tụ đem dám chơi với anh không? Dám anh. Anh dám, nếu chấp chơi anh bái phục em không? Đúng không? Giờ anh chép em 1 tụ, 2 tụ, 3 tụ, 4 tụ, 5 tụ. Nếu mà cái tụ nào lớn, em chọn 1 tụ ha. Rồi. Rồi bây giờ tụ này mấy nút? 7 nút. Tụ này 6 nút. Tụ này 6 nút. 6 nút. Tụ này bù. Tụ này em chọn 3 nút. 7 nút phải không? Còn 7 nút. Anh ba tay ăn em nha. Rồi anh hay. Đó, bây giờ anh nói bài cào miền Tây mà người ta xào trẻ rất là ghê nha. Bây giờ em làm mẫu thử đây. À, em xào trẻ thêm một quần nữa đi. Anh em đón xem thử cái tay anh này á. Anh nói quýnh bài mà là thợ lỡ qua tay anh cộng một bài nó rung 17 gì mà sao thợ lỡ vậy? Quýnh bao nhiêu năm mày gặp anh lần nào cũng sợ cũng chết xanh luôn à. Sợ luôn. Ôi trời. Em cứ bình tĩnh đi, vậy đi mà gặp cái gì đâu mà sợ với em rung vậy? Đúng không? Đó. Rồi. Giờ anh chia cho em là một nè, anh chấp anh nè. À, bây giờ vừa đây được chưa? Như được chưa? Rồi anh chia rất là chậm từng lá bài cho em xem nè, thấy không? Đó, anh nào mà anh gói ra anh chống con mắt cái video mà xem được cái video này nha vàng. Rồi anh lấy ra từ tụ nha. Đó, bị đây nè. Đó bây giờ anh chia chắc 1 2 3 4 5 6 7. Nếu mở tụ này mà em ăn anh nữa anh bỏ nghề nha. Rồi giờ lật bài em xem nha. 3 nút, 2 nút, 7 nút, 5 nút. Đó. Rồi. Đó. Rồi bây giờ hiện nay nè, bài này nè, nha. Ba tay à. Ăn em hết nè. Uống cái 1 3 già lấy được cái liên. Nha, là cái sáp.
là em còn có chỗ nào để em sống hết chứ. Đồng ý đôi tay anh là em không có chỗ nào để sống hết chứ. Còn như anh á, là như anh nói thiệt như anh á thì cái là còn anh ấy thì anh muốn làm sao làm, thấy không? Đó, anh xào tùm lum la đi ha. Bây giờ em coi nè, anh bỏ bài anh bỏ cắt tùm lum la, thấy không? Rồi bỏ xuống anh kinh luôn nè, để đây em chi anh bốn tụ đi, 1 2 3 4. Rồi ok em ha. Bây giờ hồi nãy tại sao mà em còn một bài em xào em trẻ mà em đưa cho người ta, tại sao em không quýnh được cái căn bài của em? Rồi đến tay người ta lỡ quá không biết gì đó thì người ta làm bình thường. Em cứ xào trẻ, em xào trẻ bình thường, đúng không? Em xào bên chữ bình thường là chắc là em sẽ thua anh rồi. Bây giờ anh cầm một bài anh xào trẻ, em đâu để ý tới là anh đã quýnh được cái căn bài anh ấy được 3 hàng giá ở đây đâu, đúng không? Anh không đủ bài nên chia mà lấy bài được, đúng không? Anh này, em phải cầm một bài lên xào trẻ là anh phải có nghề, có nghề chứ không tự nhiên em xào không sao được. Xào không là không ý nghĩa gì hết cho em, đúng không? Quýnh bài mà nó cũng đừng xào không nha. Xào làm sao vậy mình lấy bài được mới quan trọng. Ôi, cái video này anh nói cho em hiểu được chứ, trên cầm một bài nè, anh rút một cái tẹt xuống nè, anh chia 1 2 3 4 coi nè, không ra chia rất là chậm đâu đó. Bài ba tay dở rất là đơn giản, thấy không? Đó,